vâng xin chào tất cả mọi người xin chào tất cả quý vị các cô chính trị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trên kênh s tv hiện tại thì s tv đang có mặt tại đầu đường lê văn sĩ gần sân bay uh, tân sơn nhất theo như lịch trình và theo những cái thông tin thì uh, chúng ta cũng đã biết rồi bản thân anh ngọc cháu vũ em vũ đó cũng như là anh nghĩa trọng tv cũng đã thông báo rất là rõ ràng là chủ nhật này sẽ có cuộc gặp với bà vân và hôm nay theo lịch trình theo những cái tin mật À, bản thân SMTV nắm được cũng như là những người liên quan đến à, à, bà Vân cung cấp thì hôm nay bà ấy sẽ từ à, sân bay nội bài bay vào Sài Gòn để gặp Vũ Bởi vì trong cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấy đó, trước những cái à, sức ép từ dư luận và đặc biệt là những cái tiếng nói từ cộng đồng Thì chúng ta đã thấy là câu chuyện nó đang dần dần rất là rõ ràng nha cô chú anh chị và các bạn có rất nhiều cô chính chị và các bạn cũng muốn chia sẻ nhưng hôm nay thì Etam TV xin phép được chia sẻ bởi vì nó có những cái thông tin rất rất là uh, đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta cũng phải hiểu rằng là bản thân Vũ đang nắm trong tay tất cả những giấy tờ và giấy tờ đó là công chứng hai lần chứ không phải công chứng một lần. À, uh, nghe nói là những giấy tờ đó là công chứng hai lần, mình cứ nói như vậy đi. Và tất cả cái đó là có chứng kiến, uh, chứng kiến của người làm chứng của chính quyền địa phương. Còn những câu chuyện xảy ra với những cái lời lẽ của bà này thì chúng ta bắt buộc phải cùng nhau ra sân bay đón vào. bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn Ở trên đường ra sân bay đón bà ta thì hãy cùng với Tam TV phân tích những điều sau đó. Cái là chúng ta đầu tiên là chúng ta đã thấy là bản thân Vũ là một người cũng đã trải qua rất nhiều cái thăng trầm khi mà em ấy được mẹ lúc còn sống đưa vào trong trại giáo dưỡng nhưng cái mà chúng ta thấy ở đây là suốt trong cái quá trình mà vũ lúc mà mất mẹ lúc bắt đầu mất cha mất mẹ cha mẹ ra đi mãi mãi là chúng ta có thể thấy rằng là bản thân bà này đã ủ mưu chiếm đoạt cái tài sản của vũ rồi cái điều này thì có thể là có những anh chị em đã nói nhưng mà dưới góc độ mà về mặt pháp lý thì chúng ta nên nhìn nhận một cách rộng rãi hơn tại sao lại như vậy là bởi vì là khi mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Bà này bà đã ủ mưu rồi Thì cái mục đích bà ấy đưa tiền cho Vũ uh, Sống qua ngày Để Vũ đi uh, những chỗ này chỗ kia để làm ăn Là cái mục đích của bà ấy Đã có cái ý định Chiếm đoạt tài sản của Vũ Cho nên mới có cái câu chuyện Đó là Là gì ạ? Là sau khi Chờ Vũ về Cho Vũ vào nhà ở Rồi bà ấy mới sai uh, Người lấy uh, cái, uh, cái 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 uh, sổ đỏ di chúc giấy tờ nhà đó sổ đỏ thì không phải nó là cái giấy tờ nhà nhé bởi vì uh, có thể uh, chắc chắn một điều chúng ta phải chắc chắn một điều đó là khi mà cha mẹ vũ mới mất thì bà ta không tìm cách lấy được cái giấy tờ nhà sau này khi uh, lừa được vũ vào trong nhà cho vũ ở trong nhà thì bà ta mới đường đường chính chính vào trong nhà được và lúc đó mới có thể lấy được cái điều này thì tại sao cô chú anh chị và bạn có những người họ không xuất hiện trên video nhưng nếu như cô chú anh chị và các bạn đã xem video trước rồi tôi xin nói ở đây là những người làng xóm xung quanh ở đó họ đã dị nghị họ đã nói về cái câu chuyện đó rồi nha mọi người à, tại sao tôi lại tiết lộ điều này bởi vì những người dân sống ở gần đó là làng xóm của cha mẹ Vũ, gia đình Vũ họ đã xì xào về cái câu chuyện bà Vân này định chiếm đoạt cái nhà đấy từ khi cha mẹ vũ mới mất tức là cách đây khoảng 5-6 năm rồi đó à, mình nhớ là các anh các chị ấy nói là ngay sau khi cha mẹ vũ mới mất thì cha mẹ vũ mới mất thì là đã có cái âm mưu đấy rồi nghe mà chúng ta thấy nó rất là ghê gớm có cái việc mà bà ta đưa tiền cho vũ chỉ là một cái bao biện giống như là à trong quá trình mà à, vũ đi chỗ này chỗ kia làm ăn bà ta vẫn lo cho vũ còn cái việc vũ nhận tiền của bà ta sau này thì nó chỉ là cái để em ấy duy trì sự sống thôi à, tất nhiên là khi mà các cô chú anh chị và các bạn bực lên thì chúng ta có thể trách vũ một chút nhưng uh, chúng ta phải nhìn thấy rằng là vũ rất cầu thị rất tốt cho nên là em ấy cũng là một người uh, hiểu biết một chút khi mà cũng đã va chạm cuộc sống còn cái điều mà tôi nói với cô chú anh chị và các bạn hôm nay đó là mục đích của chúng tôi muốn gặp bà này là để hỏi rõ xem mục đích của bà ta như thế nào lịch trình của bà ta thì sẽ ra sân bay uh, Tân Sơn Nhất từ nội bài bay ra sân, Tân Sơn Nhất nhà cô chú anh chị và các bạn và cái đó mới là cái mà chúng ta cần để để gặp bà ta đúng không ạ? Đây mới là cái mà chúng ta cần để gặp bà ta xem là bà ta là con người như thế nào mà tán tận lương tâm đến vậy. Cũng theo uh, những cái tiết lộ của những anh chị em thì bản thân uh, Atom TV tôi cũng đã đến đã đến nơi nhưng mà chưa có gặp mặt người này. Đó là một chuyện rất là động trời là theo như cái tiết lộ thì uh, bản thân bà này bà còn uh, có bồ ở gần nhà Vũ và đặc biệt uh, ở đây cũng là người quen biết với uh, cha mẹ Vũ khi còn sống. À đây mới là cái nút thắt này, mới là cái mà để cho cô chú anh chị và các bạn có thể hình dung ra là a à, ai là người ở uh, giúp bà ta để làm giấy tờ sổ đỏ hay là bản thân bà ta thì chúng ta ở đây không nói đến cái người bồ bà ta mà tôi chỉ nói ở đây là người bồ này chắc chắn là quen biết và biết rất rõ cái việc làm của bà này à, biết rõ cái việc làm của bà này bởi vì họ đã à, gặp với nhau khá lâu rồi nha cô chú anh chị và các bạn đây mới là cái mà cho cô chú anh chị và các bạn thấy một điều rất là rõ ràng nha. À, ngoài ra trong cái câu chuyện rất nhiều người nói rằng là bà ta phải có người giúp đỡ hoặc là trong những uh, vụ án thì người ta hay gọi là đồng phạm đấy. Đấy. Thì ở đây thì không chỉ có riêng bà ta như tôi đã nói ở s TV đã nói ở trong rất nhiều video, chắc chắn là phải có người giúp đỡ thì bà ta mới lộng hành như vậy được. Đúng không cô chú anh chị và các bạn? Và chắc chắn là chắc chắn <laughs> chắc chắn là cô chú anh chị và các bạn phải hiểu rằng là bà ta từ uh, nội bài vào Tân Sơn Nhất thì bà ta sẽ phải di chuyển về nhà bà ta hoặc nhà bố bà ta thì đây là sân bay Tân Sơn Nhất, bản thân uh, S Nam TV cũng đang ngồi trong xe và đã đến sân bay nha cô chú anh chị và bạn. cái mà tôi muốn 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 xem là uh, khuôn mặt của bà này như thế nào với những gì mà người ta đã cung cấp uh, với những gì mà họ đã nói thì chúng ta đã thấy đó rõ ràng là ở đây là có cái âm mưu có người giúp đỡ cho nên bây giờ bà ta mới lên mặt và ta đi đe dọa hết người này đến người kia à không cẩn thận thì uh, tao cắt mũi tao cắt tai này nọ kia rất là giang hồ nha rất là giang hồ hổ báo nhưng mà cái chuyện bà ta giang hồ nó là một chuyện cái chuyện chúng ta ủng hộ giúp đỡ em vũ về mặt truyền thông về những câu chuyện thì chúng ta cần phải có cái sự rõ ràng uh, có những cái nghi vấn mọi người cũng uh, có thể nhìn thấy là cái người mặc áo đó thì uh, chùm đầu đó cũng có thể đó nha mọi người nha, mà cáo chùm đầu nhưng mà bản thân mình mình không dám khẳng định bởi vì cũng phải né né đi ra một chút, tuy mình quay vào trong nhưng mình vẫn để ý đến những người này, đó. <laughs> tại sao là phải chùm đầu, không biết là cô chú anh chị và các bạn nghĩ sao nhưng mà mình khi mà quay ở trong này thì mình cũng nhìn vòng quanh, nói chung là có những ai khả nghi giống bà ta thì mình đều để ý hết, những cái mà chúng ta nhìn thấy rằng là <laughs> đã có gan làm thì phải có gan chịu bà ta một mặt bên ngoài thì nói là giúp đỡ vũ cho vũ nhỏ giọt những cái số tiền để cầm chừng sống qua ngày một mặt là bây giờ đang lo tính toán có thể là gặp vũ để cho vũ một số tiền hay là thỏa thuận cái gì đó với bên phía anh ngọc cũng như là bản thân vũ để thoát đi cái tội của mình đó tôi nghĩ là như vậy, à, tôi nghĩ là như vậy. nhưng cái mục đích của bà ta có đạt được hay không thì tôi nghĩ là sẽ không. bởi vì trong cái câu chuyện này nó đã đến thời điểm này thì không thể tha cho những cái kẻ mà mà làm loạn và ăn cắp mồ hôi công sức của người khác được. với một cái bà cô như thế này thì chúng ta cần phải để ý. và tôi cũng nghe các anh chị em điện là bà này bà cũng đã xuống sân bay rồi nha cô chú anh chị và các bạn. bà này bà cũng đã xuống sân bay rồi và ở đây thì em cũng đi theo cái cái xe của bà ta thôi gọi là đi theo cái xe của bà ta bà ta cũng lên cái xe vì ở đây là, là là, cảng hàng không cho nên là mình cũng không có thể nói năng hay là làm những cái gì nó không hay được cái điều là đầu tiên là tôi muốn nói với cô chuyến chị của bạn đó là bà ta chắc chắn sau khi rời sân bay thì ngoài việc về nhà mình thì bà ta sẽ gặp Uh, những người thân quen của mình để uh, lo về câu chuyện của vũ bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là không thể một người làm được cái 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 cái, cái sổ này và làm được cái vụ này được một người không thể làm được đâu cô chú anh chị đồng bạn trong rất nhiều vụ án thì chúng ta thấy rằng là có cái sự giúp đỡ của người này người kia chứ một người thì không làm được và giống như là họ ăn chia với nhau đó và ở đây thì tôi xin nhấn mạnh một điều là uh, bản thân um, bà này chắc chắn là có cái sự giúp đỡ từ những người thân quen của bà ấy cho nên bà ấy cũng bán cho những người thân quen chúng ta không quan tâm đến người bán à, chúng không quan tâm đến người mua Và chúng ta quan tâm đến cái việc người bán và những người ở phía sau khi Vũ luật sư nộp tất cả những hồ sơ giấy tờ đầy đủ có đủ bằng chứng thì chắc chắn là sẽ có cái việc khởi tố vụ án mà khởi tố vụ án hoặc là triệu tập bà ta lên làm việc đó triệu tập bà ta lên làm việc để làm việc với những cái cái cái, cái, cái uh, câu chuyện liên quan đến vũ mục đích của bà ta trốn tránh bây giờ là cô chú anh chị và các bạn biết sao không bà ta trốn tránh là để tránh cái việc đối chất và tránh cái việc phải trả lời cho vũ nguyên nhân lý do gì mà lại bán cái căn nhà đó đi và cũng một điều nữa là bà ta bây giờ đang có cái sự sắp xếp giống như ông nọ tôi đã nói đó có cái sự sắp xếp là nếu như vũ hỏi hoặc cơ quan chức năng hỏi bán cái nhà đó giá bao nhiêu đó. Thì bà ta chắc chắn sẽ phải có cái sự bàn bạc Hoặc là nhờ uh, người mua ừ. Nhờ người mua nói giảm cái số tiền đó xuống Nhưng mà người mua thì làm sao người ta nói giảm số tiền nó xuống được Nếu trường hợp người ta mất cái căn nhà đó đi Người ta mua với giá 3 tỷ 7 chẳng hạn Hay 3 tỷ rưỡi thì người ta phải nói 3 tỷ rưỡi nữa. Còn khi mà chúng ta đi ra làm công chứng Ra làm giấy tờ bên ngoài thì chúng ta chỉ nói à, chúng ta chỉ làm giấy tờ mua bán theo cái giá của nhà nước thì nó rất là rẻ nhé cái đó là cái mà người ta lách luật đó cô chú chị của bạn ạ. cho nên là bà này có thế nào đi chăng nữa thì tôi tin rằng là cái người chủ nhà cho dù là anh em bạn bè họ hàng thì họ cũng không bao giờ bao che cho bà ấy và đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề đó là liên quan đến quyền lợi của họ cái căn nhà đó cái căn nhà đó như tôi đã nói là ngang bốn mét rưỡi sâu 19 mét rưỡi thì nó gần cả 100 mét vuông đất cho dù là đất sổ chung nhưng mà đất đấy là đất không có liên quan quy hoạch đất đấy là đất nhà ở và do công ty bất động sản đó họ là chủ dự án thì uh, tất cả mọi người dân ở đó người ta đều sống người ta đều buôn bán ở đấy thì bao giờ người ta phải phải nói dối để người ta giúp bà này được đúng không ạ người ta bỏ ra một số tiền vài tỷ đồng để người ta mua người ta sinh sống người ta ở mà rõ ràng là người ta ở mấy năm rồi và trong cái quá trình đó thì tôi phải nói với công chuyện các bạn là cái quá trình đó người ta ở mấy năm thì cái quá trình mà bà ta làm cái giấy tờ nha quá trình bà ta làm giấy tờ thì nó cũng phải mất một thời gian nhưng cái vấn đề ở đây là tại sao không ai biết thì rõ ràng là phải có người đứng sau hậu thuẫn hoặc giúp đỡ bà ta thì mới không ai biết nữa với một điều nữa là vũ em mới đi lang thang phiêu bạt làm chỗ này sống chỗ kia ăn nhờ ở đậu. Đấy. Sống lúc đấy là lang thang, không có cái gì trong tay, không tương lai, mù mịt tối tăm, không ai biết Vũ là ai cả. Đấy. Thế cho nên là rõ ràng là họ đã có cái cơ sở, đã có một cái gì đó để họ nắm thóp. Đầu tiên là à, nắm thóp em Vũ. Đó, vì khó khăn cho nên là họ mới 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 tiến hành những cái như vậy và họ biết rõ Vũ là một trẻ mồ côi không có người chỉ bảo không có ai giúp đỡ sẽ không làm được gì à, đây chính là cái mà một con người như cái bà này bà đã lên kế hoạch bà đã dùng chiêu trò thủ đoạn ở đây là phải phải bóc tách là như vậy nha cô chú anh chị các bạn đó và hôm nay bà ấy đã xuống sân bay thì bà ấy chắc chắn sẽ phải uh, gặp vũ cũng như là gặp anh Ngọc ờ, nhưng mà có một điều mà chúng ta đã thấy là khả năng bà này bà không gặp mọi người là điều có thể xảy ra nha cô chú anh chị và các bạn bởi vì với cái chúng ta dự tính là bà ấy sẽ gặp uh, vũ gặp anh Ngọc để đối chất và đặc biệt ở đây gặp vũ nhưng với một con người như vậy thì tôi nghĩ là uh, bà ta không dám gặp đâu bởi vì bà ta chỉ nói mồm như vậy thôi để cho dư luận xã hội à nghe và nhìn thấy thôi chứ còn bà ta không dám gặp tôi nghĩ là không dám gặp nhưng trước sau vẫn phải gặp một là gặp đường hoàng chính chính để uh, giả lại căn nhà để cho vũ về nhà hai là gặp ở ngoài đồn công an với một cái uh, lệnh bắt tạm giam hoặc khởi tố vụ án khởi tố vụ án là rất là rõ nha mọi người ở đây không phải là cái vụ tranh chấp dân sự đâu mọi người đừng có nghĩ rằng ở đây là cái câu chuyện là tranh chấp dân sự như tôi đã nói là nếu vũ có đủ đầy đủ giấy tờ và tất cả những cái liên quan nộp lên cơ quan chức năng nộp lên luật sư đó với những bút lục trích lục đầy đủ tất cả từ giấy di trúc từ những người làm chứng đó, cộng với đơn tố cáo là cơ quan chức năng có đủ cơ sở để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cái bảo vật này nha hình dạng thì mình chỉ để cho cô chú anh chị và các bạn nhìn thế thôi bởi vì nó liên quan thông tin cá nhân của người ta và đây là một một vụ khá là căng thẳng. thì bản thân chúng ta nên nhớ rằng là Vũ không thể lên mạng xã hội để nói dối như vậy được. Anh Ngọc lại càng không. Đó. Anh Ngọc là cha nuôi của Vũ và những anh em YouTube trong nghề thì lại không bao giờ nói nói dối khán giả nói dối cộng đồng được. bởi thế cho nên là cái câu chuyện này nó đã bắt đầu có những cái bước ngoặt khác nữa như cô chú anh chị của các bạn và người chủ nhà thì tôi tin chắc rằng là người chủ nhà sẽ đứng ra làm chứng để giúp cho Vũ nha. cô chú anh chị phải phải hiểu như vậy chắc chắn là như vậy nha cô chú anh chị và các bạn đây là điều đơn giản ngoài việc chủ nhà đứng ra làm chứng tố cáo cái hành vi phạm tội của bà này thì uh, srtv tin rằng là sẽ còn có những người khác những người làm chứng trong di trúc bởi vì chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện này đến thời điểm hiện tại thì chủ nhà có là anh em có là người thân với bà này đi chăng nữa thì cũng không ai có thể bao biện bao che cho cái hành vi phạm tội của bà này nha mọi người không ai có thể bao biện cái hành vi uh, bán nhà của người khác khi không có sự đồng ý của người ta và lợi dụng vào cái tình tiết hoàn cảnh là những cái mà người ta cho là đấy là những hành động đề hèn như cô chú chị của bạn đây là những việc rất là rõ ràng và và ở đây thì chúng ta nói là có cơ sở bằng chứng rõ ràng để cho bà này ủ tờ dài dài với cái câu chuyện nếu như chính xác cái số tiền mà hơn 3 tỷ đó nha hơn 3 tỷ là người ta mới nói là hơn 3 tỷ ở cái thời điểm đó thôi thì bà này đi mọt gông đi lâu lắm nha cô chú ý chị và các bạn mọi người yên tâm một điều là ở ăn ở ác sống ác thì không thể thoát được tội đâu đấy đây là cái điều rất là rõ ràng tôi muốn nói với cô chú ý chị và các bạn để cho chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng là trong cái câu chuyện này đến thời điểm hiện tại bà này là đang trốn chui trốn lủi và để xem là bà này ở trong nhà được bao nhiêu lâu nha cô chú ý chị và các bạn trốn chui trốn lủi được bao nhiêu lâu khi mà bà ta trốn như vậy thì để xem là những cái hành động và cái việc làm của bà ta sẽ bị lôi ra ánh sáng như thế nào và chúng ta cũng cần phải ủng hộ cho vũ ủng hộ tinh thần cho vũ ủng hộ cho các cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ với cái con người này để trả lại cái sự công bằng cho em vũ lấy lại cái sự nghiêm minh của pháp luật làm gương cho những kẻ khác có cái ý định cướp nhà, chiếm nhà của người khác hoặc là làm ăn phi pháp, lợi dụng vào những cái tín nhiệm để đi chiếm đoạt tài sản của người khác nha cô chú anh chị và bạn. Mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ. Chúc mọi người sức khỏe bình an.